Xin chào cô chú anh chị. Đầu video xin chúc cô chú anh chị thật là nhiều sức khỏe, may mắn và lúc nào cũng thành công trong cuộc sống. Trước mắt cô chú anh chị là ngã tư đường Tên Lửa và đường số 7 thuộc phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân. Cách ngã tư này 100m có một căn nhà đang bán, xin giới thiệu với cô chú anh chị. Căn nhà mặt tiền này với diện tích ngang 5, dài 20, diện tích công nhận là 100m2, kết cấu là một trệt, hai lầu sân thượng, hiện trạng thì đang cho thuê giá tốt, giấy tờ cá nhân đứng tên, mua bán công chứng nhanh, giá chủ đang chào bán là 28,5 tỷ còn thương lượng trực tiếp với chủ tài sản. Cô chú anh chị quan tâm thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0787572158 để em trao đổi cũng như là gửi thông tin chi tiết hơn về căn nhà này. Rất cảm ơn cô chú anh chị đã xem video. Xin chào và hẹn gặp lại ở những bất động sản kế tiếp. Xin chào.